Giờ chúng mình sẽ đi ăn sáng ở một bãi biển Tulum các bạn nhé. Let's go, let's go, let's go. Bạn ơi, Jessie đang ở một cái beach club for breakfast. Đây là ăn sáng là Tulum các bạn nhé. Đây trước mặt bạn là bãi biển. Biển lặng, biển xanh. Trời thì có nắng đấy, nhưng mà đang bị bóng mây che mất rồi, nên là bây giờ nhìn nó chưa được sáng lắm. Hi Katie. Hello. Oh, morning shots. Yes. Oh. It's a beach with orange juice. Okay. Thank you so much. What you getting? The eggs? Mm-hmm. Where's the yogurt goes? The first of the menu. Oklahoma granola yogurt, very good. Can I have some chia pudding? Oh, chia? Oh, hold on. Not that. Which one's better? Seasonal local food or yogurt? This is a fruit. It's a fruit. Yeah, I know. I eat fruit for breakfast. So which one better? Which one looked better? The look better is this, because this is only the yogurt. It's just a yogurt, yeah, huh? How about I'll do a blue corn pancakes. Blue corn pancakes? Yeah, with blueberries, orange coconut sauce. Okay. Yeah. Those? Yeah, that one. For a drink, you know, I'll look at the menu a little bit more. Please come back later. Thank you. Người ta cho một cái shot vitamin trái cây buổi sáng các bạn ạ. Được làm từ củ dền màu đỏ ấy. Katie, you wanna try? Good morning, Toulouse. No alcohol nha các bạn, không có rượu ở trong này đâu. It's pretty refreshing. Black coffee with no sugar. What? Black coffee? Thank you. No sugar. No milk. No sugar. With milk, but outside. How about sugar? I have an orange juice. Orange juice? No sugar also. Thank you. Thời tiết ở Tulum rất là dễ chịu các bạn nhé. Nó không bị nóng như kiểu ẩm ướt đâu, nó có nóng. Nó có dính một xíu thôi, không bị khô như ở LA. LA là khô luôn, còn ở đây là vừa đủ, vừa cũng kiểu tropical. Hồi trước ấy là Jessie ở trong cái resort khu này, là cả cái khu resort này là private beach, có nghĩa là private là không phải người ngoài vào là được ấy, là phải có access vào đây, là hoặc là mình ở khách sạn này, hoặc là mình tới đây ăn uống. Thì cái biển này thì mình mới được ở đây, còn mà chỉ vào để bơi thì không được. Hồi trước là Jessie đã ở đây rồi, và đợt tới thì Jessie và Katie sẽ ở đây tiếp. Nhưng mà vì lịch của Jessie và Katie đợt này sẽ là di chuyển liên tục, mà nếu mà ở đây ấy, thì chỉ nên ở đây thôi, không nên đi ra ở ngoài chơi này kia thì bị phí. Tại vì ở đây cũng giá cũng là khá là cao, chứ không giá không bình thường, không phải giá tầm bình thường, nên là nếu mà ở đây thì nên ở đây cả ngày. Nhưng mà lịch trình của Jessie và Katie lần này sẽ là di chuyển liên tục hết từ địa điểm này đến địa điểm khác để đi hang ấy. Nên là sẽ ở Airbnb trong thời gian này, và sẽ quay lại đây khi đã đi khám phá hết được các hang động này kia. Ok. Hot coffee, yes. Hot coffee. And some milk. Sugar no, right? Thank you. You want to drink orange juice? Sure, it's just orange juice. Mới đi Vegas về uống quá nhiều rượu các bạn ạ. Thành ra là bây giờ đến Tulum thì Jessie sẽ uống các loại trái cây để detox vào ban ngày. Tối thì hên xui. Jessie là một người có cuộc sống rất là cân bằng. Sẽ có rất là nhiều ngày là healthy, nhưng mà có những ngày thì sẽ là tập trung và ăn rất là ngon và uống cocktail này kia các bạn ạ. Nên là phải enjoy. Ê, khi thì ấy, trời bắt đầu nắng lên rồi, quay ra kia thì nhìn đẹp kinh khủng ấy. Đẹp không? This is coconut tree right in front of us. Yeah, cute. Đẹp quá à. So pretty. Ooh, yes, here please. Oh, you got salads or eggs? Chicken. Wow. That's good. This looks good. You need something else? Do you need any ketchups or anything? I'm good. I'm good right here. Thank you. Oh, actually, can I have some syrups? Syrups? Oh, my maple syrups. Yeah. Yeah. Thank you. Sáng ấy định gọi yogurt ăn thôi bạn ạ. Nhưng mà lúc nãy gọi yogurt người ta bảo yogurt thôi á. Thế là thôi, thế lại làm một chút pancake vậy. Nhưng mà it looks cute. It looks cute, isn't it, Katie? Cute? Một ăn original trước, coi là có cần syrup không. Tôi mà chứ thì ăn pancake thì lúc nào cũng phải có syrup một chút. Ăn không cũng ngon này bạn ạ, nhưng mà thêm một chút ngọt cơ. Very good. Khi đi ăn không? Khi đi ăn đi. Phiêu hả? Buổi chiều là có thể có cái lớp yoga ở đây này. Ở đây thì ra đây học. Có một cái nhà nhiều yoga ấy, nó mái vòng á. It's a good place. Nó để nệm ra luôn hả? Ừ. Để nệm ra nằm. Ở đây nó có breakfast này, lunch này. Chiều có đồ ăn nữa, và tối là bar. Từ 6 giờ đến 10 giờ. Shots ở đây uống ngon, người ta mix shot ở đây uống ngon kinh khủng. Kiểu tropical shot fruit. Nó không có trong menu. Lần trước là chị với Ellie Uni ra đây buổi tối này. My God, nó đóng cửa rồi, vẫn ra. And then they stay. Thì tip thôi, sao giờ? Uống nhiều lắm ấy, có 70 đô. Nice. Đấy, cái giá resort này là rẻ. Tại vì cái đấy là off menu ấy, nên là nó không có trong menu, nó cứ uống. Tại off menu là 70 đô uống được 3 shot. 70 đô, hôm trước chị mua cái cocktail là 65 đô chưa tip. How's the food, Katie? It's very good, healthy and refreshing. Katie rất là into những cái food gọi là healthy các bạn ạ, các loại hạt này kia, vì Katie cũng đã học qua những cái lớp về health nutrition là gì, dinh dưỡng và sức khỏe đúng không? Đấy. Katie rất là into những cái thứ đấy hơn là Jessie là hoặc là quá chặt hoặc là quá lỏng. Katie thì rất là into những cái thứ liên quan đến organic nature và tự nhiên. Đây. Mặc dù cũng kiểu rất là into ăn uống các thứ này kia, gọi là nào cũng có hai cái này cái kia gọi là cân bằng ấy. Nên là Katie cũng là rất là thích những kiểu hạt này, organic này, hữu cơ này kia, rất là into những cái đấy. Và ngược lại thì rất là mê ăn những cái món gọi là mập barbecue burger này kia. Và Katie bạn ơi, có kênh Mập Mờ TV của Katie các bạn nhé. Không biết là khi mà post cái video này là kênh đấy đã được launch chưa, nhưng mà nếu mà launch rồi thì các bạn nhớ vào ở phía dưới phần comment thì Jessie sẽ pin cái kênh của Katie về ăn uống nha các bạn nhé. Và kênh đấy thì chắc cũng phải 90% có mặt của Jessie. Fruit. Đến mấy cái thiên đường tropical nhiệt đới như này là fruit and fruit. Và khi uống rượu thì cũng là rượu fruit, rượu trái cây. Chứ gì ở đây rồi các bạn đã kiểu là cắt ngóc ngách kẽ kia ở cái khu này là chứ gì đi hết rồi. Chứ gì là một người rất kiểu mò mẫm đi của mọi nơi. Thế thì nói là cái biển này là cái biển đẹp nhất mà Katie đã từng đến. Thế thì giới thiệu mà tất nhiên là phải đẹp nhất rồi. Tại vì một năm trước đi là về vẫn bị ám ảnh bởi cái nơi này. Thế thì xem hình thôi là thấy lòng hồ hồi sao xuyến. Rất nhiều bạn, năm ngoái là rất nhiều người hỏi là Jessie đi biển nào, đi cái hang nào này kia. Mà năm ngoái là Jessie là một người đó là tự ti, bảo không quay cái gì hết, kiểu chỉ chủ yếu là selfie, story thế thôi, không quay, không nói, không như thế này đâu các bạn nhé. Nhưng mà mọi người thì đều có sự thay đổi. Khi mà mình Jessie sợ một cái gì đấy thì phải đối mặt với cái đấy. Mà cái vấn đề là Jessie sợ mà cái Jessie thích thì mình lại phải càng phải nhìn thẳng vào cái sự việc và vượt qua nó, đúng không? Mình thích được bộc lộ bản thân, là kiểu như là share cho mọi người là mình đi đâu, làm này làm kia, nhưng mà lại sợ camera, lại sợ nói chuyện trước camera này kia. Thì tại sao, thì làm sao mà làm được như thế? Thành ra là mình phải vượt qua cái nỗi sợ hãi của bản thân và làm những cái gì mình thích các bạn ạ. Khi nào mà sợ thật ấy thì thôi, thì cho sợ. Còn đây là sợ trong sự thích thì phải vượt qua, đúng không? Kể cả những trò mạo hiểm. Katie là một người không thích trò mạo hiểm, thành ra là sẽ không đối mặt với cái sự đấy, không cần thử. Còn Jessie là một người thích trò mạo hiểm nhưng mà nhiều lúc kiểu bị sợ, kiểu sợ này sợ nọ sợ trai, cứ sợ này sợ kia thôi. Thế nên là mình phải vượt qua cái nỗi sợ sệt đấy. Và let's just say do it, freaking do it. When you say you can, you can. When you say you cannot, you cannot. That's it. Kể cả trong vấn đề đi gym hay này kia cũng thế. Ôi, nó kinh khủng lắm các bạn ơi. Nhưng mà đấy, tất cả là trong cuộc đấu tranh tư tưởng, trong tư tưởng. Tất cả là it's only in your mind. Khi nào mà cái não của mình nó vượt qua được rồi, everything, đúng không? Tất cả là cho cái não của mình nó vượt qua thôi. Nay plan của hai chị em sẽ là Jessie sẽ chỉ cho Katie những cái địa điểm đẹp nhất ở Tulum mà Jessie đã từng ở đây. Lần trước ở đây cũng ngắn thôi, không được dài, thành ra là cũng sẽ là chỉ cho Katie những cái địa điểm gọi là đặc biệt nhất. Đấy. Biển xanh, mây trắng, cát vàng. Oh my god. What else can I ask for? Mây mải. Nắng đẹp quá. Nắng đẹp quá trời đất luôn. Xinh quá. Hay. Hi Katie. I love it here so much. I can live here, you know. Muốn dọn qua đây sống quá. Muốn dọn qua đây sống không Katie? For half year, for a year or something. Yeah, I know. Wanna move here, maybe someday. Khi nào mà công việc mới ổn định này kia, mọi thứ bình thường này, cả thế giới bình thường rồi, Việt Nam bình thường rồi, kinh doanh bình thường lại rồi thì maybe một ngày sẽ qua đây ở. Who knows? Đâu biết là đâu, đúng không? Nên là ước muốn, mà ước muốn thì có thể là đặt trong list để có thể thành sự thật. Nhưng mà mình phải muốn trước đã và đặt mục tiêu các bạn ạ. Bạn ơi, đây này, ở bên này này, thằn lằn nó cứ chạy lung tung thôi. Đấy, nhìn tự nhiên không? Chẳng ai đụng vào cả, cứ tự nhiên anh cứ ra đứng chễm chệ ở đây. Hi hi. Cái để nghịch ngợm. Tommy Katie mang phim cảnh quá, quên phim Jessie. Katie nãy giờ kiểu cứ chạy lung tung nhìn cây cối xong này kia, quên hết cả Jessie. Nãy giờ Katie đã đi khám phá được xung quanh đây được miếng nào chưa? Chưa đi đâu, chưa, để tí nữa Jessie chỉ. Jessie Katie chạy đi nhà vệ sinh. No, don't say that. At least say restroom. Okay, toilet. No toilet? Restroom? Restroom. Okay. A room that I can rest. A room that she can rest on. My ass on. Các bạn ơi, Katie bảo bây giờ chắc là Katie không uống gì đâu, nhưng mà vì ngồi đây quá chill nên là cô ấy vừa đã order một ly margarita và 2 shot vodka. No, margarita. Margarita double shot. 2 shot tequila. Oh my god. Bạn ạ, đấy Jessie đấy. Bợm. Tối qua là hai chị em đã vừa thức đêm làm việc cho xong và để sáng nay ra đây ngồi ảnh ở đây các bạn ơi. Mà được cái là công việc của hai chị em là đặc biệt là chỉ trên laptop. Thì Jessie là một người không thích đã bảo rồi. Từ cái vlog đầu tiên Jessie đã nói là Jessie là một người không thể ngồi yên một chỗ. Thành ra là sẽ không chọn những cái công việc mà sáng đi làm mà tối về. Đấy là của Jessie nhá. Jessie không nói là ai cũng sẽ thế. Nhưng mà tính của Jessie sẽ là một người mà chọn những cái công việc mà có thể hôm nay rất bận và hôm nay rất rảnh. Và những công việc mà không phải đi làm buổi sáng và về buổi chiều là bởi vì Jessie sinh ra là vậy rồi. Là không thể bị cố định ở một chỗ nên là sẽ tìm những cái công việc mà sẽ được di chuyển hoặc là hôm nay bận và hôm sau sẽ phải xếp lịch là rảnh được các bạn ạ. Đấy, quá đẹp. Và năm sau thì khi mọi thứ bình thường rồi, hết Covid này kia thì chắc là sẽ bận hơn một chút lúc đầu thôi. Nhưng mà khi mà ổn định rồi thì chắc gì đã bao giờ cũng là đạt trong mục tiêu là mình có thể Katie sắm được cái camera mà cô ấy kiểu rất là chụp ưng ý, quay ưng ý nãy giờ rồi sung sướng các bạn ạ. Hi. It's future photographer right here. Margarita của Katie đã đến nơi rồi. Double shots. Cheers. Mexico. Khác hẳn đâu. Yeah. Ngon không? Cái đi có cái máy ảnh mới nên là nãy giờ bắt Jessie post đủ các kiểu và bây giờ lại bắt post tiếp và bảo là quay lại. Hồi trước là Jessie ngại lắm kiểu không post tiếp như này đâu. Nhưng bây giờ năm nay là Jessie là một Jessie khác rồi. Nên là yeah. Các bạn ơi, Katie đang request Chelsea. Bạn em Katie bảo chiếc sexy lên, xong rồi trùng xuống, ngầu lên, trời ơi. Cái chanh ra chứ. Katie bảo là nhiều hình quá, không biết là post cái gì bây giờ. Không biết là để Jessie post gì bây giờ. Hồi trước Jessie ít hình lắm bạn ạ. Kiểu tháng một hình, xong rồi đến lúc về Việt Nam thì chắc nhiều hơn, được một hình một tí, một tháng được 2-3 hình. Bây giờ thì khi Katie có cái này thì hứa hẹn là sẽ nhiều hình hơn để post. Get ready. Get ready, that's what she say. Get ready. God. We are the creator of our life. Yeah, we choose what we want. When you say you can, you can. When you say you can't, you can't. Nhưng mà khi mà đạt được ở cái không nghe thì em nói gì đâu. Nhưng mà khi mình đạt được ở cái vị trí mà mình muốn thì đó là một cái bề nổi thôi. Mà cả một cái quá trình dài để dẫn đến một cái đó thì mọi người không thấy được. Những tháng ngày work rất là cực khổ hoặc những tháng ngày mình stress về công việc, stress về life thì mọi người không thấy. Mọi người nhìn thấy là ô sao tụi nó sướng thế, sao mà được như ý mới mà không cả rất nhiều năm build up mới được như vậy. Em mình tính cái để giữa thôi. Rất là nhiều năm đã là Jessie là một người rất là tự ti hồi xưa và rất là khép kín. Và Jessie sợ, gọi là sợ gì bác gọi ấy không, gọi là từ failure. Là gì à? Sự đổ vỡ, sự không phải đổ vỡ, gọi là sự thất bại. Jessie rất là sợ thứ thất bại nên là tất cả mọi thứ Jessie làm đều không nói ra. Nên càng về sau này cái tính đấy nó càng kiểu càng lớn lên này, nó càng giữ cái tính đấy. Nên là Jessie là một người vì là sợ thất bại nên là cái gì Jessie cũng làm trong im lặng. Nếu mà thất bại thì chỉ mình biết thôi, thật sự là để thế. Nên Jessie rất là sợ người ta nhìn vào mình thất bại nên tất cả những mọi thứ thất bại, đau đớn, đau khổ là Jessie không nói ra. Nói ra để làm gì, để người ta nhìn vào mình để thấy mình khổ à? Không, chứ gì không nói ra. A few minutes later. Say something. I don't know. I love this place way too much. Like way too much, guys. Say something to life and to your older self in the future if you ever watch it. No, I never. My older self? What? Your future self. My future self? No. I don't know what to say. I just enjoy the moment. I don't want to think too much about my future self. What say future something. Holds, future holds. Hi. How about say something to the universe? To the universe, I love nothing universe. Yeah, everything comes for a reason. As long as you want it enough, it will give you. Okay? Like, yeah. Khi bạn muốn cái gì đấy, bạn đặt mục tiêu và bạn gửi cho nó, gửi vào, you know, gửi năng lượng đấy vào gọi là universe, vũ trụ hả? Yeah. Tạo hóa. Yeah. Thì nếu mà bạn thực sự mong muốn điều đấy nhá, bạn sẽ thành sự thật và chắc sẽ tin vào điều đấy. Rồi sau 10 năm gọi là mong muốn và cuối cùng nó đã cuộc sống của Jessie bây giờ là trong cái thời kỳ mà Jessie cảm thấy rất là hạnh phúc nhất từ trước đến giờ các bạn ạ. Đó, that's what I can say right now. Và đặc biệt là hạnh phúc này ở trong mình toát ra rất là hạnh phúc từ bên trong. Independent and fulfilling. Độc lập, tự do, hạnh phúc chứ không chỉ mong hạnh phúc đó người khác đem lại. Đó gọi là độc lập, tự do, hạnh phúc mà không dựa dẫm, không gì hết đấy. Chính là mình bây giờ. Ui, tính ra cái câu của Việt Nam mà của đúng rồi, chính rồi của bác Hồ nói là rất là đúng đấy chứ hả? Độc lập, tự do và hạnh phúc. Chính xác. Yeah. Đi du lịch với Jessie là không bao giờ fail và Katie cảm thấy rất là happy and thankful. Gần ấy thời gian đi bên cạnh Jessie dẫn đi bao nhiêu là nơi, cho ăn bao nhiêu là chỗ ngon, chỗ xinh đẹp. Mà quan trọng Jessie rất là kỹ tính đó, cho nên là lúc nào cũng plan trước và searching, spend a lot of time searching cho cái place đó. Rồi xong rồi but she very good at price too. Tức là không lúc nào pricing too, không có kiểu bị overpriced hay là bị người ta lừa price đâu. Like best quality, best price ever. Cảm ơn Katie cho những lời nịnh nọt thứ lợi một cách thật lòng nhá. Biết là nó thật lòng nhưng mà nghe thì khá thứ lợi nhưng mà nó thật lòng. Thành ra là cảm ơn. Mama mà các bạn biết sao giờ, mama thì phải take care cho các con thôi chứ biết sao bây giờ đâu. That's what I want. That's what I want to do. That's what I love to do, you know. I love doing it. I love taking care for people. Not all people, okay? Chắc chỉ yêu quý ai thôi, thì chắc chỉ phải take care thôi chứ không phải ai cũng take care đâu. Ayo. Bây giờ trời nắng lên đẹp rồi nên là Jessie và Katie sẽ đi dọc bãi biển ở đây một chút rồi trước khi về mọi người nhé. Ngồi từ sáng đến giờ mấy tiếng rồi nên là bây giờ mới hai chị em mới đi quay được một chút cho các bạn xem đây. Let's go. Đẹp không? Đẹp quá không? Chim bay lờ hững hờ. Đẹp quá luôn đúng không? Ừ. Đấy, đây là cái private beach ấy, nên là rất là ít người ở đây bạn ạ. Chỉ là khu này khu private nên là không có người ngoài đến. Người ta bắt đầu xếp mấy cái này ra để cho tí khách đến, hoặc khách ở đây hoặc là khách ở ngoài vào đến tắm nắng, mướn cabana. Đẹp ha, cây xanh đẹp ha. Lần trước năm ngoái Jessie ở đây là đã ở lần trước là đến đây là đầu tiên nên là Jessie và bạn đã thử ở mấy căn liền ở đây. Thì có một căn là rất là đẹp thì lần sau Jessie với Katie sẽ ở thử lại căn đấy tại vì Katie chưa ở bao giờ. Còn đã thử ở đây ba căn đều đối diện mặt biển cả thì đẹp kinh khủng, sáng ngủ dậy đẹp kinh khủng các bạn ạ. Năm ngoái nhá Jessie ốm gọi là bị bệnh ấy, bị sốt luôn ấy. Xong cái đến đây mà tại vì nó đẹp quá nên không thể nào mà sốt được, có nghĩa là ngủ dậy nhìn thấy cảnh đẹp quá nên là phải tự auto khỏe lại. Rồi tối ốm lại sau. Tối về lại thợ nốc kháng sinh để recover ấy, để hồi sức ấy, xong rồi hôm sau lại phải đi chơi tiếp, lại phải đi tham quan tiếp chỗ này chỗ kia. Nhìn cảnh như này mà sao mà phí để được. Em ơi, chỗ này thật sự là một nơi cho bạn năng lượng đấy bạn ạ. Kiểu như là có những cái stress gì thì đến đây nó cũng tan biến đi này. Xong rồi nó tạo cho bạn có năng lượng rất là khỏe mạnh. Thật sự đấy, đúng không? Năm ngoái cũng thế và năm nay cũng cảm thấy là như vậy. Và Katie cũng bắt đầu cảm như thế. Đấy, ảnh không? Ảnh. Ôi, sắp cháy nắng rồi. Sắp thành mực hai nắng các bạn ạ. Mà xác định là đến đây là Jessie không quan tâm về da nữa. Là nâu thì nâu thôi. Nhưng mọi người không quan tâm quá nhiều. Ra đây này. Ra đây chỉ cho cái chỗ lần trước mà chị Uni Ellie Tio năm ngoái đi du lịch ở đây. Trước là Jessie ở cái gian này này. Gian này là gian 3 phòng lận. Đợt đấy là thử căn 1 phòng, căn 2 phòng và căn 3 phòng. Gian này gian 3 phòng. 4 đứa ở hơi bị loãng các bạn ạ. 4 đứa ở khá là loãng nên là... Mà đợt đấy đi chơi cũng nhiều, cũng không ở mấy, tối về ngủ thôi. Mà lại ở chỗ kiểu 3 phòng, rất là rộng. Đây là cái căn này. Anh coi sơ được không? Coi sơ á, thôi, lên làm gì. Các bạn vào story của Chelsea sẽ thấy. Mà tại vì private beach nữa, bây giờ có người khác ở ai lại lên coi làm gì. Tại vì nó private đấy thì mình đâu có lên được. Đây này, lên cái căn này là góc này là góc 2 phòng. Góc này hoặc góc này gì đấy, 2 phòng. Cũng xinh. Một cái tầng dưới, cái tầng trên. Cái này thì lại 2 tầng. Còn cái căn mà Jessie thích nhất là cái căn 1 phòng ở đây này này. Có một cái rooftop swimming pool. Cái mái trắng trắng như kìa. Các bạn vào story Jessie thì sẽ thấy là Jessie cũng sẽ add những cái video đấy vào đây nhá. Để cho các bạn nhìn lại là như thế. Nhưng mà Jessie không muốn lên đây bây giờ. Tại vì sau nếu mà Katie với Jessie ở đây thì Jessie sẽ đi tham quan kỹ hơn. Đấy. Mà Jessie thích nhất là cái phòng này. Cái phòng mà có bể bơi ở trên nóc ấy. Mê lắm. Đấy. Thôi. Đấy, tạm thời là như thế các bạn ạ. Nếu mà tí nữa rảnh trước khi về thì Jessie sẽ quay một vòng ở phía bên trong nữa. Rồi trước khi hai chị em đi về. Bây giờ thì vòng lại chỗ kia. Thanh toán. I gotta hit the beat.